Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh tai, tin tức ngày 21 tháng 7 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Quảng Bình ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 sau khi hoàn thành cách ly và theo thông tin từ báo vtv.vn, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng. Cụ thể, các ca dương tính gồm HTH sinh năm 1993, DTC sinh năm 1993 và CH sinh năm 2002 đều trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Và theo điều tra dịch tễ, cả 3 trường hợp trên đều là lao động tự do nhập cảnh từ Liên bang Nga về Việt Nam và được cách ly tập trung 21 ngày tại trường cao đẳng y tế Khánh Hòa. Trong thời gian cách ly tập trung, các trường hợp này tình trạng sức khỏe ổn định, không sốt, ho, khó thở, đau họng và được xét nghiệm RT-PCR 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 13 tháng 7, cả 3 đón xe khách từ bến xe Khánh Hòa đến thành phố Đồng Hới lúc 4 giờ ngày 14 tháng 7, sau đó cùng đi taxi về nhà. Lúc 7 giờ cùng ngày, cả 3 tới trạm y tế xã Dân Hóa khai báo y tế và được hướng dẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Và tại thời điểm khai báo y tế, các trường hợp này không có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, mất hoặc là giảm khứu giác. Từ ngày về nhà 14 tháng 7, anh CH đi lại nhiều nơi trong bản Bãi Dinh, tiếp xúc với nhiều người, đi cắt tóc, ăn nhậu, hát karaoke với một số bạn bè, người thân. Còn chị C và chị H hầu như không ra ngoài, chỉ tiếp xúc gần với một số người thân trong nhà. Ngày 20 tháng 7, Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa lấy mẫu giám sát theo quy định, sau đó gửi về mẫu cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Quảng Bình để tiến hành xét nghiệm. Lúc 18:45 ngày 20 tháng 7, kết quả xét nghiệm sàng lọc cả 3 trường hợp đều dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm khẳng định tối cùng ngày cả 3 trường hợp trên đều dương tính với SARS-CoV-2. Trong 20 rạng sáng ngày 21 tháng 7, CDC Quảng Bình đã khẩn trương truy vết 46 trường hợp F1 và tiến hành lấy mẫu để giám sát, theo dõi và đưa đi cách ly y tế theo quy định. Và hiện tại 3 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để được theo dõi và điều trị. Và đó là thông tin ngày 21 tháng 7 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này, bố thể đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký và chuông.